Kính chào các quý khán giả quen thuộc của cuối tuần với QPVN. Những giây phút giải trí vui vẻ, sôi động của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 204, binh chủng Pháo binh sẽ được chúng tôi gửi tới quý khán giả trong mục Kết nối chiến sĩ. Sau ống kính là hậu trường quá trình sản xuất chương trình Lớp học vì sao với chủ đề Chúng mình cùng làm giáo viên nhé. Và cuối cùng sẽ là mục tuần tới. Kính thưa toàn thể các đồng chí, trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ binh chủng pháo binh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên truyền thống, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng. Bên cạnh những giờ huấn luyện cùng vũ khí, trang bị, khí tài, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 204 còn có những giây phút vui vẻ bên đồng chí, đồng đội. Đời mình là một khúc quân hành. 2, 3. Đời mình là một khúc quân hành. 2, 3. Đời mình là bài ca chiến sĩ, là ca vang. Tình quê hương phút thành thành âm khúc quân hành ca. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính. Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Thì chúng ta sẽ hát các bài hát có từ pháo. Và đội nào không thể hát được tiếp thì sẽ là đội thua. Pháo binh ta trên đồng vai sắt, chiến sĩ ta đánh giỏi bắn hay. 2, 3. Pháo binh ta trên đồng vai sắt, chiến sĩ ta đánh giỏi bắn hay. Đường của ta vươn tới mọi nơi, bể của ta đến những mảnh đất của Tổ quốc, sáng ngời truyền thống anh hùng. Bắn, 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 mỗi đợt bắn là đòn sấm sét, mỗi viên đạn chứa bao hơn căm. Chúng ta đi đi khắp mọi nơi cùng với toàn quân thừa thắng sông tới. Lệnh hành quân đi chiến đấu vang lên trong hàng quân. 2, 3. Lệnh hành quân đi chiến đấu vang lên trong hàng quân. Bầu trời xanh vẹt khói trắng bay lên cao trong chớp lửa thiên thần. Pháo binh nhân dân Việt Nam mấy mươi năm hành quân không nghỉ. Niềm vinh quang trong trái tim của đường chiến sĩ, từ miền biên tới khe xanh, chiến công ngời sáng lung linh. Được tham gia cùng với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị những cái hoạt động ngoài trời, rồi là tổ chức cho cán bộ chiến sĩ những cái nội dung hoạt động hội thao như vậy, thì đồng chí có cảm nhận như thế nào về những cái hoạt động này? Đối với huấn luyện pháo binh là cường độ rất là cao, và sau những giờ huấn luyện vất vả mệt nhọc thì khoảng thời gian nghỉ giải lao chính là khoảng thời gian thư giãn nhất để đồng chí, đồng đội, cán bộ chiến sĩ quây quần bên nhau, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thư giãn, vừa là tạo ra không khí thoải mái, tạo động lực học tập, vừa là nơi để gắn kết đồng chí, đồng đội trong đơn vị. Và thông qua các hoạt động đó thì cán bộ chiến sĩ cũng nắm tâm tư, tình cảm của nhau và góp phần động viên nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí có thể cho biết ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động cho bộ đội vào giờ nghỉ, ngày nghỉ được không ạ? Ngoài những cái nội dung về các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, những cái giờ nghỉ và ngày nghỉ, thì thực hiện các cái tiêu chuẩn 27, chiếm lĩnh làm công tác chuẩn bị bắn, thì làm tăng cường cái sức khỏe, dẻo dai cho cán bộ, chiến sĩ, cũng như là tăng khả năng hiệp đồng giữa các pháo thủ với nhau, để nâng cao cái chất lượng cũng như là khả năng sẵn sàng đấu để phục vụ cho trực tiếp quá trình tham gia diễn tập chiến thuật cũng như là tham gia diễn tập bắn đạn thật cũng như là hiệp đồng quân binh chủng với các đơn vị bạn trong thời gian tiếp theo. Bốn, ba, hai, một, hết giờ.
thì đội Hỏa Tiễn và đội Quyết Thắng đã hòa nhau với tỷ số 1-1, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong giờ nghỉ giải lao của buổi huấn luyện ngày hôm sau. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Trong những giờ nghỉ giải lao giữa các buổi huấn luyện như này và được chơi các trò chơi như vừa rồi thì đồng chí Tiệp có cảm nhận như thế nào về những cái trò chơi và được thư giãn cùng với đồng chí đồng đội như vậy ạ? Sau những giờ học tập vất vả thì chúng tôi có giờ giải lao thao trường rất là bổ ích ạ. Và đặc biệt ở đây là có sự tham gia của các đồng chí cán bộ, các anh tổ chức cho chúng tôi rất là nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa và rất là nhiều sáng tạo. Mà ở đây chúng tôi luôn được thoải mái về tinh thần, luôn được vui tươi, giúp chúng tôi gắn kết được tình đồng chí đồng đội ạ. Hình ảnh cán bộ và chiến sĩ cùng vui chơi trên thao trường là một hình ảnh rất là ý nghĩa, giúp chúng tôi có thêm động lực phấn đấu học tập và rèn luyện công tác ở đơn vị ạ. Thưa quý khán giả và các đồng chí, quý vị sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày thầy cô giáo sẽ đóng vai trò là học sinh và học sinh sẽ đổi vai trở thành thầy cô giáo? Chắc hẳn đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ và thú vị phải không ạ? Và mới đây, ekip sản xuất chương trình Lớp Học Vì Sao đã có buổi ghi hình với chủ đề Chúng mình cùng làm giáo viên nhé tại trường Trung học cơ sở Trương Công Giai, Hà Nội. Từ sáng sớm, để chuẩn bị cho các bối cảnh ghi hình, ekip sản xuất chương trình Lớp Học Vì Sao đã có mặt tại trường Trung học cơ sở Trương Công Giai, Hà Nội. Đồng bộ hệ thống các máy quay, cài đặt thiết bị âm thanh để thu âm đồng bộ tiếng hiện trường, đến bố trí sắp xếp vị trí các máy quay sao cho việc ghi hình đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất. Tất cả đều được ekip trao đổi kỹ lưỡng, phối hợp nhịp nhàng. Trong tháng 11 này thì sự kiện nổi bật nhất chính là ngày 20 tháng 11, và cái thời điểm phát sóng chương trình này cũng là gần đến cái dịp 20 tháng 11 rồi. Chương trình Lớp Học Vì Sao thì chúng ta đang hướng đến những cái việc giáo dục cho các bạn học sinh về rất là nhiều các chủ đề trong cuộc sống. Thì đây chính là những cái mà thông qua cái việc mà tri ân, làm một chương trình tri ân đến thầy cô, cũng là một lời cảm ơn của chương trình Lớp Học Vì Sao gửi đến các thầy cô, và hy vọng rằng là những cái bài học thông qua ngày hôm nay sẽ được các bạn nhỏ trải nghiệm và cảm nhận tốt nhất. Còn đây là các nhân vật chính cho buổi trải nghiệm hôm nay. Các bạn học sinh lớp 7A5 trường Trung học cơ sở Trương Công Giai, Hà Nội. Trước khi bước vào quá trình ghi hình chính thức, các em được các biên tập viên của chương trình trao đổi kỹ về các bối cảnh quay, nội dung cụ thể. Tuy nhiên, lần đầu được trải nghiệm làm thầy cô giáo, không tránh khỏi những cảm xúc hồi hộp, lo lắng nhưng cũng rất thú vị. Hôm nay con được làm thầy cô giáo, con ở đấy khá là vui và hồi hộp. Con thấy bạn Duy Nghĩa, bạn giảng bài cũng rất là khó, cả bạn hơi run. Cả viết bài trên bảng cũng khó, tại con viết quanh dưới vở rồi. Con thấy thương các thầy cô nhiều hơn. Thông qua chương trình này, con cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến các thầy cô của mình. À, con yêu thầy cô, I love you. Ban đầu thì em cũng thấy hồi hộp một tí, nhưng mà sau đó thì em cũng làm quen dần. Tại vì đấy cũng là các bạn của em, có cả mình cũng được lên TV. Em biết cái em cũng sắp nổi tiếng nơi rồi. Em phải chuẩn bị PowerPoint, em phải chuẩn bị cái kịch bản của em, với cả em phải chuẩn bị nói rất nhiều, với cả em phải tập luyện với cả cô, với các bạn để sao cho phân công sắp xếp thế nào cho hợp lý. Nhưng mà nó cũng không bằng đối với cả thầy cô bình thường, tại vì ở đây có máy quay nên các bạn cũng trật tự lắm. Nên em nghĩ nó cũng sẽ khó hơn, bởi vì như thế này em đã thấy khó lắm. Em cảm ơn thầy cô vì đã dạy dỗ em, và em cũng đạt được nhiều giải do việc dạy dỗ của thầy cô. Mặc dù quá trình ghi hình kéo dài cả ngày, nhưng thầy cô và các em học sinh đều cảm thấy thoải mái và nhiệt tình. Tinh thần sôi nổi, hào hứng và tràn đầy năng lượng của các em học sinh được thể hiện thông qua từng bối cảnh ghi hình. Dù là ở trên lớp, học môn toán khô khan hay đến môn thể dục phải tiêu hao nhiều năng lượng, tất cả đều hân hoan và phối hợp rất tốt với ekip sản xuất. Sau đây thầy sẽ làm mẫu chạy khởi động chạy cự ly ngắn. Chạy cho lớp chú ý. Con cảm thấy hồi hộp, bất ngờ với cả là phần có một chút là kịch tính. Con thấy nó không khó lắm, nói thì mọi người vẫn nghe hơn lúc mà mình làm lớp trưởng. Con thấy là thầy cô ấy yêu nghề, yêu học sinh. Con chúc thầy cô luôn dạy thật vui, luôn đam mê với cả là hạnh phúc ạ. Ngày hôm nay thì tham gia chương trình Lớp Học Vì Sao thì mới đầu mình vô cùng hồi hộp, bởi vì là lâu lắm rồi thì mình mới quay trở lại làm học sinh như các con. Ngày hôm nay thì các con được đóng vai làm thầy cô. Mình ngồi dưới và vô cùng hồi hộp lo lắng cho bạn ấy, không biết là bạn ấy có làm được không.
từ những khi đầu mà nhận lời tham gia chương trình thì đã hướng dẫn các bạn cách tập luyện và các bạn cũng rất là cố gắng, và hôm nay thì cảm thấy rất là hạnh phúc và vui bởi vì các con đã thực hiện được những cái ý tưởng và dự định của mình. Đôi khi là còn quên, còn rụt rè và còn run một chút, nhưng mà đó đã là vô cùng thành công của các con rồi. Và hy vọng rằng qua chương trình này thì các con được tham gia, được trải nghiệm, được tự tin hơn, mạnh mẽ hơn để rèn luyện những khả năng của mình để sẽ hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Với tiêu chí là lựa chọn một môn học tại lớp và một môn học ngoài trời, thì sau khi bàn bạc thảo luận kỹ hơn thì chúng tôi đã lựa chọn môn học toán là cái môn mà các bạn học thường xuyên, và môn thể dục là những cái môn hoạt động thể chất. Nhưng mà thật sự là tại ngôi trường này thì các bạn còn được học rất là nhiều những cái kết hợp khác với môn thể dục nữa. Mọi người có thể suy nghĩ rằng những cái môn toán là những cái môn học rất là khó và có phần nhạt nhẽo, nhưng mà thông qua những cái bài giảng sáng tạo của các bạn học sinh nơi đây thì hy vọng là thông qua chương trình thì khán giả sẽ theo dõi thấy rằng là những cái môn toán này đều có những cái cách học hay nhất, tốt nhất có thể, cách tiếp cận thú vị khác ngoài việc chỉ học và tập trên lớp. Để biết các em học sinh trường trung học cơ sở Trương Công Giai Hà Nội đã có một ngày trải nghiệm làm thầy cô giáo thú vị và hấp dẫn như thế nào, xin mời quý khán giả và các đồng chí đón xem chương trình Lớp học vì sao phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Còn bây giờ, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với tiểu mục tuần tới. Em nói với chị ấy rằng anh yêu em, chúng ta đang yêu nhau. Tại sao anh có nhiều bí mật như vậy? Tại sao anh luôn ra vẻ là đang giấu giếm chuyện gì? Anh cảm thấy mình đang nghẹt thở trong lời nói dối. Em nghĩ rằng anh sẽ là tri kỷ của em, nhưng hình như em chỉ là một cô gái ngây thơ. Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại một thời gian. Anh sẽ không để cô ta hủy hoại cuộc đời chúng ta. Cả đời con đã chiến đấu để theo kịp chị ấy. Adina, anh thậm chí không thể tưởng tượng được phải sống với sự nghi ngờ này bằng cách nào. Chúng ta không thể mất tất cả vì Paul Andronic tính ngày tháng được, và phải nghĩ ra cách gì đó. Con có phải là con gái của chú Paul không? Đã tới lúc để cho Adina biết được sự thật rồi. Với những hình ảnh đặc sắc vừa rồi cũng khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí vào khung giờ này tuần sau.